Xin chào anh chị, lại làm Duy đây, tới từ gạch Oblat Minh Thai. Thì trong video tiếp theo này em xin giới thiệu tới anh chị các cái mẫu gạch ốp tường cũng như lát nền xu hướng cho năm 2024 và năm 2025. Sắp tới thì những cái xu hướng chính này vẫn là các cái xu hướng chủ đạo cho các cái gia chủ hoặc là chủ đầu tư của chúng ta. Và có một số lưu ý đó là trong năm 2024 và năm 2025 thì là các cái mẫu gạch này sẽ được dùng rất là nhiều. Ở các cái năm trước đó thì các cái mẫu gạch này cũng được người dân sử dụng rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì nó chưa có phổ biến mấy. Và cuối năm nay và trong năm 2023 này mình thấy là những cái xu hướng gạch này đang phát triển và được người dân lựa chọn rất là nhiều. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng khám phá các cái mẫu gạch ốp lát cho xu hướng năm 2024, năm 2025. Xin mời anh chị cùng theo dõi để chúng ta cùng phân tích những cái ưu điểm và nhược điểm của từng loại gạch này nó như thế nào. Xin mời anh chị. Rồi chúng ta cùng quay trở lại với video. Thì tới với cái xu hướng chọn gạch ốp lát năm 2024 2025 này thì như đã nói thì là chúng ta sẽ có bốn cái xu hướng chính, đó là gạch khổ lớn, các mẫu gạch thẻ trang trí, gạch terrazzo và gạch 80x80. Tại vì sao? Em chắc chắn là những cái mẫu gạch này sẽ là những cái mẫu gạch thịnh hành cho năm 2024 2025. Bởi vì gạch khổ lớn ấy, thì chúng ta đã thấy là những cái năm gần đây thì các gia chủ và chủ đầu tư sử dụng nó rất là nhiều cho không những là không gian phòng khách, phòng ngủ của mình, hay là thậm chí bây giờ họ còn sử dụng cho gạch khổ lớn cho không gian phòng tắm rất là nhiều. Còn các mẫu gạch thẻ trang trí và gạch terrazzo thuộc dòng gạch nhập khẩu, đa phần là gạch nhập khẩu thì cũng đang được du nhập vào thị trường Việt Nam rất là nhiều từ cuối trong năm nay và năm trước, và có thể kéo dài và phát triển cho năm sau nữa. Còn gạch 80x80 thì những cái năm trước đó, đây gạch 80x80, những cái năm trước đó thì cũng có thể là rất là ít gia chủ lựa chọn cái mẫu gạch này cho phòng khách hay là ngôi nhà của chúng ta, bởi vì giá nó cũng tương đối là cao. Nhưng mà tới những năm nay và các năm tiếp theo thì những cái mẫu gạch này vẫn được lựa chọn rất là nhiều cho không gian phòng khách. Chúng ta tới với mẫu xu hướng gạch ốp lát đầu tiên cho năm sau, đó là các mẫu gạch khổ lớn. Thì ở những cái mẫu gạch khổ lớn này chúng ta có rất là nhiều size và bề mặt chúng ta có bóng kiếng hay là bề mặt mờ hoặc là nhám. Còn các size gạch chúng ta có 60x2, đây là size gạch gần như có thể nói là size gạch du nhập vào nước ta đầu tiên từ những cái năm 2017 2018 ấy. Thì người dân bắt đầu biết đến cái size gạch này. Theo sau đó thì được sự hưởng ứng và ủng hộ của người dân thì bắt đầu phát triển thêm các size gạch 80x1m6 hay là 100x100 cm, 1m2x1m2. Ngoài ra thì các cái size gạch khổ lớn cũng đi theo để người dân có nhiều sự lựa chọn hơn, hay là các gia chủ và chủ đầu tư có nhiều lựa chọn hơn, đó là gạch 75x1m5 này, gạch 90x8, gạch 1m2x2m4 hoặc là thậm chí là gạch 1m6x3m2. Ở cái khổ gạch 1m2x2m4 hoặc là 1m6x3m2 thì thường thường gia chủ yếu sử dụng để ốp những cái tấm vách cho phía sau tivi hay là những cái không gian deco tạo điểm nhấn kiểu như là banner công ty hay là sảnh khách sạn nhà hàng. Thậm chí là nếu mà không gian lớn chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái mẫu gạch này chúng ta lát sàn được. Nhiều người thì chưa tiếp xúc tới những cái mẫu gạch ốp lát này, chúng ta có thể lầm tưởng đây là những cái mẫu đá hoa cương hay đá đá marble nhân tạo, nhưng mà thực chất đây là những cái viên gạch cái khổ lớn được nhập khẩu. Còn ở Việt Nam thì trong thị trường trong nước thì chúng ta mới chỉ có sản xuất được 60x1m2, 80x1m6, 1m1m thôi. Còn thực ra là những cái size gạch khác chúng ta cũng có thể sản xuất được, nhưng mà ở trong nước thì cái công nghệ sản xuất nó chưa được phát triển, nên là cái giá thành của những cái size lớn này nó vẫn còn rất là nhiều, và chúng ta phải phụ thuộc vào các cái thị trường lớn như là thị trường Trung Quốc hay là thị trường Ấn Độ, ở một số nước phát triển khác và cao cấp hơn là như là Tây Ban Nha hay là Malaysia. Đây chúng ta có thể sử dụng gạch 1m2 x 2m4 để ốp cho phòng tắm. Thì đối với cái phòng tắm này chúng ta chỉ cần như hình, chúng ta chỉ cần 4 viên thôi, 2 viên ốp nhau là nó cũng đã tạo ra được hết một bức tường rồi, mà thậm chí là chúng ta không thể nhìn thấy gioăng gạch hoặc là nhìn thấy gioăng gạch rất là ít, từ đó để tạo cái không gian của chúng ta trở nên rộng hơn mà chúng ta cũng nhìn nó cũng sang hơn. Các cái viên gạch marble này sử dụng cho phòng tắm rất là nhiều luôn đấy. Đây là những cái mẫu hay là như ví dụ này thì ở này thì
người ta có thể sử dụng mẫu 60 x 1,2 vân đá marble cũng để sử dụng cho phòng tắm. Còn đây là cũng là mẫu 60 x 1,2 nhưng mà sử dụng cho phòng khách. Thì đối với phòng khách chúng ta nhìn như này thôi, nhưng mà từ chỗ này đến chỗ này nó cũng đã là 3 mét, khoảng hơn 3 mét rồi. Thì nó nhưng mà nhìn cái đường ron gạch nó rất là ít và cảm giác nhìn nó rất là sang, và cái không gian của phòng khách của chúng ta được mở rộng ra rất là nhiều đấy. Còn đối với phòng tắm thì như chúng ta đã thấy vừa nãy thì những cái mẫu gạch 1,2 1,4 cũng có thể được sử dụng cho phòng tắm, hoặc là những cái mẫu 60 x 1,2 mờ hoặc là nhám. Ở những cái mẫu gạch khổ lớn này ấy, thì chúng ta có như như em đã nói đó là có hai bề mặt, đó là bóng kiếng mờ hoặc là nhám. Thì những cái phòng tắm mà rộng thì chúng ta nên ưu tiên là sử dụng gạch mờ hoặc là nhám, thì từ đấy thì nhìn cái không gian phòng tắm nó cứng hơn, nó nhìn nó sang hơn như ở trong ví dụ trong hình chẳng hạn. Còn đối với những không gian mà nhỏ chúng ta nên ưu tiên sử dụng gạch bóng kiếng thì sẽ giúp làm cái không gian phòng tắm hay là những không gian nhỏ hẹp của chúng ta ấy trở nên có cảm giác nó rộng hơn. Chúng ta sang cái xu hướng thứ hai, đó là các cái mẫu gạch thẻ ốp tường, gạch thẻ trang trí. Thì những mẫu gạch thẻ này cũng được du nhập vào thị trường Việt Nam rộ, đó là những cái năm 2018 2019 đấy. Lúc đó thì thị trường Việt Nam giá gạch nó cũng rất là mắc cho những cái mẫu gạch thẻ trang trí này. Phổ biến thì chỉ có chủ yếu là size 75 x 1,5, size 75 x 15 cm, 7,5 x 15 cm, hay là 7,5 x 300, hoặc là 10 x 10. Còn về sau phát triển thêm là 10 x 20, 10 x 30, 5 x 20 cm. Thì dòng gạch thẻ này có hai loại, đó là nhập khẩu và trong nước. Thì ở trong nước thì chúng ta có những cái size gạch 10 x 20, hay là 5 x 20, hay 7,5 x 15, thì giá thành nó khá là tốt so với những cái hàng nhập khẩu. Chất lượng thì không thua kém gì so với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Thì những cái mẫu gạch này chủ yếu là được sử dụng để ốp tường cho phòng tắm hay là bếp. Thì như chúng ta nếu mà muốn biết được những cái mẫu thiết kế gạch thẻ này ốp kiểu gì cho nó đẹp ấy, thì chúng ta có thể xem lại video gần nhất của kênh YouTube Mỹ Anh Thai. Em có chia sẻ tất cả là có 9 cách ốp cho các cái mẫu gạch thẻ này. Ốp ngang, ốp dọc, ốp chéo, đủ các loại luôn. Thì mỗi cái loại chúng ta có sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Đây là ốp cho phòng tắm đó, đây là màu hồng ốp, đây là 7,5 x 300 này, ốp hình xương cá cho phòng tắm này, đây là 10 x 10, gạch thẻ 10 x 10 màu hồng, cũng có dạng vỉ và dạng viên dài ốp cho phòng tắm luôn. Đây là gạch 5 x 20 hoặc là 7,5 x 300 cho màu đen cho phòng tắm. Nhìn màu đen chúng ta ốp những cái mẫu gạch thẻ trang trí này nhìn rất là sang cho không gian phòng tắm hoặc là bếp. Những cái xu hướng này thì bắt nguồn tất cả là những cái thiết kế ở bên nước ngoài hết, chứ Việt Nam thì cũng thực ra trước đó cũng chưa có thịnh hành những cái xu hướng gạch ốp lát này. Tiếp theo đó là xu hướng thứ ba, đó là gạch terrazzo. Cái terrazzo hay còn gọi là gạch đá mài đấy, thì cái tên này nó bắt nguồn từ cái mẫu đá mài mà nó có hình vân giống như vân terrazzo này, nhưng mà về sau thì để mà sản xuất ra được 1 mét sàn cái đá mài đấy thì chi phí rất là cao, nên người ta đã phát triển ra những cái mẫu gạch mà có vân tương tự như cái mẫu đá mài terrazzo đấy. Thì chúng ta có thể bắt gặp thời xưa, có thể bắt gặp ở rất là nhiều những cái căn nhà theo kiểu kiến trúc cổ hoặc là ở cầu thang vân terrazzo rất là nhiều, nhưng mà ngày nay thì được phát triển nên những cái mẫu gạch ấy, chúng ta có thể thấy là những mẫu gạch size 600 x 600, 800 x 800, 300 x 600, hay là 60 x 2, hoặc là 30 x 30 cho phòng tắm. Đây là size 30 x 30 cho phòng tắm. Thì những cái vân terrazzo này ấy, là các cái mẫu gạch size gạch này bây giờ chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, còn hàng thị trường trong nước chủ yếu là 60 và 80 cm, nhưng mà nó cũng rất là ít mẫu mã. Hàng Trung Quốc thì giá thành nó cũng nhỉnh hơn hàng Việt Nam một chút, nhưng mà chất lượng của nó cũng rất là ok. Và vân terrazzo thì các bạn trẻ lựa chọn sử dụng cho phòng tắm hay là phòng khách của mình rất là nhiều. Và cái gạch vân terrazzo này ấy, chúng ta cũng có thể dựa vào các cái thiết kế, chúng ta có thể phối với gạch thẻ này cho phòng tắm, hay là lát sàn cho phòng khách này, hoặc là chúng ta những cái mẫu màu đậm này chúng ta có thể sử dụng, hoàn toàn có thể sử dụng cho phòng ngủ luôn này. Đấy, những cái mẫu phòng khách lớn hay là
Một cách đơn giản chúng ta cũng lựa chọn các cái mẫu màu tối và vân terrazzo cũng là một sự phá cách. Đây là cũng như là mẫu 30x30 gạch terrazzo chúng ta ốp cho phòng tắm toilet. Nó rất là nhìn rất là phá cách và tạo một điểm nhấn gì đó sau cái bồn cầu hay là tạo một điểm nhấn gì đó khác biệt ở cái một không gian chúng ta. Đây là cái mẫu terrazzo cũng được sử dụng trong phòng tắm này. Rồi tiếp theo cuối cùng chúng ta tới với xu hướng gạch 80x80. Vì sao em vẫn lựa chọn cái size gạch 80x80 này vào trong cái xu hướng cho gạch ốp lát năm 2024 2025? Đó là cái thứ nhất, đó là trước đó thì theo cái kinh nghiệm bán gạch của em thì thấy gia chủ chủ yếu sử dụng các cái mẫu gạch 60x60 cho phòng khách của mình thôi. Nhưng một vài năm gần đây thì các gia chủ cũng lựa chọn gạch 80x80 rất là nhiều cho cái phòng khách của chúng ta, và thậm chí là bây giờ họ cũng đã mạnh dạn sử dụng gạch 80x80 để ốp tường cho phòng khách hay là ốp tường cho phòng tắm. Thì lý do vì sao lựa chọn gạch 80x80 vẫn là xu hướng, là cái thứ hai, đó là giá nó cũng rẻ hơn những năm trước, bởi vì bây giờ các cái xu hướng mẫu gạch 60x2 nhập khẩu vào Việt Nam rất là nhiều và giá cạnh tranh chỉ có hơn 200 hoặc hơn 300 ngàn một mét. Nhưng mà nếu mà gạch 80 nhân 80 mà cũng cùng giá như vậy thì người ta sẽ lựa chọn gạch 60 nhân mét 2, người ta sử dụng hơn. Nên là gạch 80 nhân 80 một hai năm gần đây thì cũng giảm giá rất là nhiều, các nhà phân phối cũng giảm giá rất là nhiều nên là người dân sử dụng mạnh mẽ hơn. Những cái mẫu gạch 80 nhân 80 chọn cho phòng khách vẫn là một cái lựa chọn rất là tối ưu, chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí này. Thứ hai đó là cái khổ gạch của nó cũng là tương đối lớn nên là tạo ra những cái thiết kế vẫn rất là tốt và đẹp cho cái không gian phòng khách của chúng ta. Thậm chí mình cũng có một vài công trình khách hàng sử dụng gạch 80 này để ốp tường cho phòng tắm hay là người ta ốp tường cho phòng khách luôn, rất là sạch và đẹp. Và một số màu chúng ta có thể lưu ý lựa chọn cho phòng khách chủ yếu là màu trắng vân khói và màu xám vân đá hoặc là màu xám. Chủ yếu là hai màu này mình thấy gia chủ sử dụng cho phòng khách rất rất là nhiều luôn. Thứ nhất, ưu điểm của hai cái màu này đó là chúng ta thấy là dễ dàng phối nội thất, đúng không? Đây là gia chủ sử dụng luôn là gạch 80x80 ốp tường luôn đó. Còn đây là mẫu 80x80 trắng vân khói cũng sử dụng cho phòng khách, nhưng mà dòng này là dòng màu. Thì đây, và mẫu cuối cùng đó là mẫu 80x80 vân khói vân marble cũng ốp sử dụng cho phòng khách. Đây là mẫu gạch của Catalang cũng rất là rẻ, hiện tại các mẫu gạch 80 trên thị trường cũng rất là rẻ. Rồi kết thúc cái video này thì để anh chị mà tìm được các cái xu hướng gạch ốp lát cho năm 2024 ngày 2025 ấy, chúng ta có thể anh chị có thể tham khảo ở link tí em sẽ đặt ở dưới phần mô tả của video này, cái file drive, thì chúng ta có thể vào đây chúng ta tìm được tất cả các cái size gạch chúng ta cần thiết cho ngôi nhà của chúng ta, từ gạch ốp tường, là gạch lát nền, rồi là gạch giả gỗ, gạch trang trí, rồi là gạch sân vườn, tất cả đủ cả. Mà những cái mẫu gạch khổ lớn cũng đầy đủ kích thước 80 x 1m6, 60 x 2, rồi 1m2, 2m4, 1m28 rất là đầy đủ. Chúng ta có vào thể cũng chúng ta có thể vào xem từng loại một đó, gạch Ấn Độ rồi gạch Việt Nam chúng em đã phân ra, anh chị có thể xem rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể nhìn đấy, đây là các cái mẫu gạch 80 x 80 bóng kiếng của Ấn Độ, giá cũng tương đối là mềm. Đó, đây là các cái file gạch hình chúng ta em chụp thực tế ở các những cái showroom, những cái kho gạch mà bên em làm. Đây là các cái mẫu gạch 60 x 1m2 này. Đó, mẫu gạch 60 x 1m2 này. Rất là đầy đủ anh chị, em sẽ để cái link này ở phần mô tả, anh chị có thể vào tham khảo thêm các cái mẫu gạch. Đó. Đây là 1m2 x 2m4 này. Đó, đây, các cái mẫu gạch 1m2 x 2m4 đang cập nhật. Đây là chụp ở công trình thực tế khách thi công này, thi công cho khách nữa. Rồi thì nói tóm lại cái video này thì xu hướng gạch ốp lát cho năm 2024 2025 dù có thể là gồm bốn xu hướng chính, đó là gạch khổ lớn này, thứ hai đó là gạch thẻ trang trí này, thứ ba đó là gạch terrazzo, và thứ tư đó là gạch 80 x 80. Xin chào anh chị.